trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iran diễn ra lúc 20 giờ 30 phút hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2023 sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của hai đội trước khi ASEAN Cup 2023 chính thức diễn ra. Iran đến với ASEAN Cup 2023 với tư cách ứng cử viên cho chức vô địch. Trong thời gian qua, đoàn quân của ông Amir Galenoy thể hiện phong độ tốt khi thắng 4 và hòa 1 trong hai trận gần nhất. Trận hòa duy nhất là trước đối thủ mạnh Uzbekistan ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2026. Iran dẫn trước hai bàn ngay trên sân đối thủ nhưng lại để đối thủ gỡ hòa đáng tiếc. Chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023, huấn luyện viên Amir Galenoe tập hợp lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài đã góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ đến Qatar. Có thể kể đến chân sút số 1 với 49 pha lập công cho đội tuyển Iran là Azbun hay sự xuất hiện của tiền đạo kỳ cựu Terami, người đã ghi 29 bàn thắng cho Iran. Ngoài ra, hậu vệ Moharami đang thi đấu ở Croatia. Tiền vệ Raheb Bax đang chơi bóng ở Hà Lan. Tiền vệ Golizadeh đang đá ở Ba Lan. Cũng góp mặt trong đội hình. Cuộc đọ sức với Indonesia được xem là màn tổng duyệt đen rất có thể Iran sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất. Một khi đối thủ sử dụng những quân bài giỏi nhất, nguy cơ khiến Indonesia phải nhận thêm một thất bại nữa có thể với tỷ số đậm là rất lớn. Bởi so với Libya, đối thủ vừa hạ đội bóng xứ vạn đảo trong cả hai trận gần nhất thì Iran mạnh hơn rất nhiều. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng này đứng thứ 21 thế giới cao hơn Indonesia đến 125 bậc. Chỉ cần nhìn vào khoảng cách ấy đủ thấy sự chênh lệch rất lớn về chuyên môn giữa đôi bên. Có lẽ, huấn luyện viên Shin Tae-yong chủ đích chọn đối thủ rất mạnh như Iran để thử lửa trước khi bước vào ASEAN CUP 2023 bởi Nhật Bản và Iraq ở vòng bảng có sức mạnh tương đương. Iran là đội bóng ở vùng vịnh nên được cọ sát với đội bóng này cũng là dịp để Indonesia làm quen với phong cách chơi bóng của các cầu thủ ở đây khi Iraq cũng là đội bóng đến từ khu vực trên. Có thể thấy. Indonesia bộc lộ nhiều điểm yếu trong hai trận giao hữu với Libya. Dễ nhìn thấy nhất là hàng thủ. 3 trên 5 bản thua của đội bóng xứ vạn đảo đều xuất phát từ lỗi cá nhân, trong đó có sai sót nghiêm trọng của các cầu thủ nhập tịch. Rõ ràng, khi đối đầu một đội bóng có lối chơi ngẫu hứng như Libya mà Indonesia để lọt lưới tới 6 bàn thì nguy cơ vỡ trận trước một đối thủ có lối chơi hiện đại. Sức mạnh tấn công vũ bão với những cây sân bàn sáng giá như Iran là rất lớn, trừ phi thầy trò ông Amir Galenoi thi đấu cầm chừng nhằm giữ bí mật về chiến thuật cũng như nhân sự. Bài tủ của Indonesia là phòng ngự phản công và để đối phó với ba đội bóng mạnh hơn ở vòng bảng. Iran là quân xanh tốt để Indonesia tổng duyệt lần cuối chiến thuật đầy thực dụng của huấn luyện viên Sinte Yong. Nhưng như đã đề cập, tỷ số trận đấu thuộc vào sự tính toán của Iran khi ASEAN Cup 2023 đang đến gần. Dẫu sao, Indonesia cũng khó thoát khỏi trận thua thứ ba liên tiếp trong chuỗi giao hữu trước sân chơi của châu Lục. Tất cả các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài của Indonesia đều đã có mặt khi đội bóng rời Thổ Nhĩ Kỳ sang Qatar. Bên kia chiến tuyến, Iran sở hữu nhiều gương mặt nổi bật đang thi đấu như châu Âu như Azmoun đang chơi cho câu lạc bộ Roma, Godus đang chơi cho Brentford tại Anh, Taremi đang là tiền đạo chủ lực của Porto, Bồ Đào Nha. Tại vòng chung kết giải ASEAN Cup năm nay, Indonesia rơi vào bảng D cực nặng với sự hiện diện của Nhật Bản, Iraq và Việt Nam. Trận gia quân ASEAN Cup của Indonesia diễn ra vào ngày 15 tháng 1, đụng Iraq. Nhưng trước đó, vào tối mai, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn còn màn tổng duyệt cuối cùng, gặp Iran ở trận giao hữu tại Doha, Qatar. Những lần duy nhất hai đội tuyển này chạm trán trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại là ở vòng loại World Cup hồi năm 2011. Kết quả Iran thắng dễ cả hai lượt trận, đều với cách biệt 3 bàn, 3 không sân nhà và 4 một đất khách. Hoàn toàn không bất ngờ khi Iran sở hữu mức khi Iran chấp Indonesia ở mức 1-1 2 ở 90 phút đấu với Indonesia tối nay. Bước vào trận đấu này, Indonesia đã thua liền hai trận giao hữu trước Libya. Tính từ tháng 11 năm ngoái, đội bóng của ông Shin thậm chí đã 4 trận liên tiếp mang về nỗi buồn cho giới mộ điệu. Trong khi đó, Iran đang thể hiện phong độ ổn định cao, với 12 trận bất bại kể từ đầu năm 2023, tháng tới 10, Iran dư sức thắng cách biệt trận này. 4 trận gần nhất, Indonesia đều bước vào giờ nghỉ giải lao với phần thua. Iran ngược lại, đang sở hữu chuỗi 12 trận liên tiếp bất bại hiệp 1, tháng 8. Cuộc đụng độ gần đây nhất giữa ba đội Hồi tháng 11 năm 2019, Iran cũng hạ Indonesia 3-1 khi khép lại hiệp đấu đầu tiên để rồi sau đó thắng Trung Quốc 4-1, đặt chọn niềm tin vào Iran hiệp 1. 11. Đó là số bàn thua Indonesia phải nhận chỉ trong 3 trận gần nhất gặp đối thủ trên cơ. Một thống kê đáng chú ý khác cho biết, 6 trận vừa qua của Meraputi cũng chứng kiến bình quân 4.5 tình huống lưới dung mỗi 90 phút. Với Iran, 6 trận mới đây của đội tuyển này thì 5 lần tổng bàn Trung Quốc là 4, trận còn lại có 3 pha lập công.